Hello mọi người, hôm nay trông nó hơi nhếch nhác một tí tại mình vừa đi đạp xe về, nhưng mà nãy mình về đến nhà mình thấy cái này đây của một ai gửi thì không biết, để mình sẽ unbox. Bên trong có một cái thư. Quét mã này để được một phần quà. Làm như vậy để làm cái gì không biết ạ. Làm cái này để làm cái gì? Tuyệt mật với qua cát để làm gì? Hả? Tha rằng là tặng cho người ta tiền 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 thật đi còn được, quà thật đi còn được. Đây tặng, đến tận nhà người ta đưa tặng cái này, bắt người ta quét. Người ta quét xong mở cái gì, viết gì, rig drone. Đâu ai cần, không ai khiến nhá. Một lần nữa rất cảm ơn, mặc dù không cần nhá. Cảm ơn rất nhiều nhá.